Tối ngày 17 tháng 1, anh Tê, cán bộ cảnh sát giao thông đang cùng tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh làm nhiệm vụ kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn tại đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh thì bất ngờ bị một nam sinh chạy xe máy tốc độ cao tông trúng. Cú tông mạnh làm anh T ngã xuống đường, bị thương nhập viện cấp cứu. Người điều khiển xe máy gây tai nạn được xác định là một nam sinh, học lớp 12, trường Trung học phổ thông Thành Sen, địa chỉ tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe máy mất lái trượt trên đường khiến nam sinh bị một số vết xước trên cơ thể, bị thương nhẹ. Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nam sinh về trụ sở cơ quan công an để làm việc. Nguồn tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, anh Tê nhập viện với tình trạng đa chấn thương, vết thương ở vùng đầu khâu khoảng 12 mũi. Ngoài bị thương vùng đầu, anh Tê còn được theo dõi chấn thương ngực kính. Sáng ngày 18 tháng 1, lãnh đạo trường Trung học phổ thông Thành Sen xác nhận nam sinh tông vào cán bộ cảnh sát giao thông là V, ngụ tại xã Thạch Trung. Ngay khi nhận được thông tin, ban giám hiệu nhà trường đã đến bệnh viện thăm hỏi cán bộ công an bị thương. Sau tai nạn, nam sinh V bị xe sát nhẹ, sáng nay vẫn đi học bình thường. Lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ làm việc với cơ quan công an để làm rõ các nội dung liên quan, đồng thời có biện pháp xử lý đối với nam sinh này.